cái con người mình văn minh lên, văn minh cứng đầu lên, cũng giống như gần như thời nay văn minh cứng đầu. Mỗi lần văn minh là cứng đầu quá, không đi chung chung. Kéo đầu ơi cha, được, tụi mày cứng đầu, dẹp cái bàn cờ này, tức là xóa sổ á, cho tụi mày ăn lông ở lá lại thử, còn dám cứng cổ nữa không? Thì mình bị quỷ diệt á, rất là nhiều lần này. Cái lần mà gần nhất đây nè, phải hỏi bề trên, đó là Atlantis, cách đây khoảng mấy chục nghìn năm. Thì lúc đó đại hồng thủy xóa sổ qua địa cầu này, khi nước không à, nó không có đất, nó cũng có loài người, nhưng mà thời đó đó, cái ông nhạc phụ á, là ông Long Dương á, ông mới lên ông cai quản luôn cái quả địa cầu này. Ngài cai quản luôn quả địa cầu. Từ bữa ngày có nói chuyện với Kiều, nói con có biết có thời gian ta cai quản địa cầu, đến khi mà nước rút hết xuống quả địa cầu, với cái con người mình bắt đầu ăn lông ở lỗ lại, không phải là khỉ như là thuyết của ông Đê Bình nha, bắt đầu cái loài người ăn lông ở lỗ lại, thì Ngài mới trở về thủy cung. Cho nên mình có ba thế giới không gian, là dĩ nhiên trời Phật ở giữa mình là nửa người nửa thánh, là cõi thế gian của mình là đất. Ở dưới nước á, có Ngài Long Dương, có một cái thế giới ở dưới nữa.